Rồi, xin chào các anh chị. Hôm nay Huy muốn gửi đến các anh chị một cái chủ đề rất là tuyệt vời mà công ty OBS sẽ gửi đến các anh chị một cái điều mà cảm thấy rằng là mấy ngày nay rất nhiều các câu hỏi đặt về cái lĩnh vực này. Thì trong cái trường hợp này đó là cái tôm rớt do lột mà không có làm vỏ được. Như trên hai cái hình các anh chị thấy, có hai trường hợp. Một là rớt và tôm vỏ, mình tôm rất là mềm và coi như là có thể là mất đi các cái bộ phận trên cơ thể, mất đi đầu, gan và có thể là các cái bộ phận khác của cơ thể, chỉ còn một cái cục thịt thôi. Và một cái trường này gọi là rớt mềm. Trường hợp thứ hai đó là rớt mà tôm vẫn còn cứng, còn cứng, vỏ rồi cơ thể vẫn còn rất là săn chắc, màu sắc tôm vẫn rất là bình thường. Thì đó là cái hai trường hợp rớt. Như vậy, cái nguyên nhân của nó là gì thì các anh chị có thể là xem những cái trường hợp sau đây để chúng ta nắm được rất là cơ bản để mà chúng ta điều khiển được con cái hệ thống cái ao nuôi của mình để làm sao nó vượt qua được những cái lúc khó khăn này. Và nếu chúng ta hiểu được vấn đề thì chúng ta phòng tránh nó và nó sẽ không gặp các trường hợp này. Đấy. Rồi, cái nguyên nhân thứ nhất, do đánh vôi nóng liều cao vào ban đêm. Nguồn nóng tức là CaO làm cho pH tăng cách đột ngột và sập tảo, rồi pH nó cao đột ngột, nó dẫn đến trường hợp là tôm nó sốc, nó lột. Cho nên các anh chị để ý là gì, khi mà tôm nó lớn, đàn tôm chúng ta lớn rồi, chúng ta không cần phải cắt tảo bằng CaO nữa các anh chị ha. Chúng ta có thể cắt tảo giảm tảo bằng cách là dùng vi sinh, cũng có thể cắt tảo giảm tảo bằng oxy già vào ban ngày thì cực kỳ an toàn. Tại vì những cái gì vào ban ngày thì tôm nó đỡ sốc hơn, và vì ban ngày pH nó còn ở cái mức là ổn định, nó đang tăng vào buổi sáng, tăng dần vào buổi chiều, cho nên tôm nó chưa có sốc, chưa nó có lột được. Cho nên chúng ta và mọi thứ oxy ban ngày cũng rất tốt, cho dù ban ngày có sốc một chút thì tảo nó cũng không đến nỗi mà nó hư, cho nên tôm rất ổn định. Cho nên các anh chị đừng có dùng CaO vào ban đêm khi mà tôm chỉ lớn với cái liều cao ha các anh chị nha. Rồi, trường hợp thứ hai là do mưa đầu mùa có axit và làm cho pH trong ao tụt đột ngột. Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều nơi xảy ra. Và trường hợp thứ nhất là trường hợp mà Huy có một khách hàng cũng là nghe trên kênh YouTube và nói là cắt vôi vào ban đêm để mà giảm tảo. Thì anh lại áp dụng sai, cho nên là đàn tôm anh bị hư và không thể cứu được. Cho nên các anh chị rút kinh nghiệm. Trường hợp thứ hai là ngày hôm nay Huy cũng nhận được một cái tin là anh ơi, mưa và tôm em nó bị tảo nó sụp và tôm em nó lột thì làm thế nào. Thì đây cũng là cái trường hợp, thì thay vào cái clip ngày hôm nay cũng là chính câu trả lời cho anh và để anh có thể thử dùng được. Trường hợp thứ ba là do sụp tảo đột ngột vào ban đêm và tôm sốc và lột vỏ đồng loạt. Thì sụp tảo vào ban đêm có nhiều trường hợp là không đủ oxy, tảo nó sụp. Thứ hai là tảo nó già quá, nó không đủ oxy, nó cũng sụp. Có sự cạnh tranh rất là khốc liệt giữa tôm và lơ lửng trong ao cũng như là vi khuẩn trong ao, làm cho hệ thống vi sinh trong oxy trong ao tụt và tảo nó sụp đột ngột và nó sụp tảo. Khi nó sụp tảo như vậy là nó tôm rất là sốc và nó lột đồng loạt. Khi mà tảo sụp như vậy, lột đồng loạt như vậy thì tôm nó lột, mà khi nó lột như vậy là pH nó tụt, rồi kìm nó tụt, khoáng trong ao tụt một cách rất là nhanh chóng và chúng ta không khống chế nổi. Tiếp theo là do thiếu khoáng, thiếu dinh dưỡng, thiếu oxy, gặp cái môi trường trong ao nuôi bị xấu đi, như là khí độc nó lên cao, biến động về pH nhiều, tôm sẽ rớt hoặc tôm bị bệnh lâu rồi, lâu ngày rồi không ăn được, dẫn đến là tôm mềm vỏ rồi rớt, ví dụ như bệnh phân trắng chẳng hạn. Rồi đó ha. Rồi tiếp theo là rớt cứng vỏ, thì có một trường hợp rớt cứng vỏ đó là do virus đốm trắng bắt đầu vàng hoặc tàu ra, nó cũng xảy ra, nhưng mà cái này chúng ta không cứu được đâu ha anh chị ha. Rồi rớt cứng vỏ do vi khuẩn, có thể là do đốm đen, hoại tử gan tụy, đó là cũng do rớt do cứng vỏ. Còn tôm cứng vỏ mà vẫn rớt thì trong trường hợp như này, hoặc là con tôm cứng vỏ nhưng mà rớt do môi trường, tức là nó thiếu oxy cục bộ, tảo sụp đột ngột, nó cũng rớt. Đó là những cái trường hợp xảy ra mà các anh chị lưu ý. Tiếp theo là cái phương pháp xử lý. Đây là phương pháp xử lý của kỹ sư Thanh. Huy cũng sẽ trong cái clip này
Huy cũng sẽ up cái số điện thoại của kỹ sư Thanh lên cho các bạn biết, để các bạn có thể là liên hệ kỹ sư Thanh để kỹ sư Thanh hướng dẫn cho các anh chị trong cái việc mà giúp cho giải quyết một số tình huống trong này. Thì số điện thoại của bạn Thanh các anh chị có thể nắm được ở đây là 0941140632 ha, số bạn Thanh 0941140632. Thì bạn Thanh cũng sẽ giúp đỡ cho các anh chị trong vấn đề tư vấn và ý kiến của bạn Thanh trong trường hợp này như thế nào thì các anh chị xem sẽ sao. Anh Thanh cũng có thêm ý kiến là rớt mềm chủ yếu là do môi trường biến động, tôm lột rồi rớt, tức là pH thấp, chìm thấp, khoáng thấp, thiếu oxy, khí độc NH3, NO2, HES tăng cao và kim loại nặng cũng có thể tăng cao, vân vân, có nhiều yếu tố khác làm cho tôm lột rồi rớt. Rồi cách xử lý như thế nào? Lúc này thì chúng ta việc cần nhất là bạn phải kiểm tra cái pH trong ao, kiềm trong ao, canxi, magie, kali bao nhiêu. Bắt buộc các anh chị khi nuôi tôm phải mua đúng 4 cái bộ kiểm tra này, 5 cái bộ kiểm tra này về cho Huy. Kiềm, pH, canxi, magie và kali. Người nuôi tôm là phải mua đúng 5 cái bộ này, không thể thiếu cái 5 bộ này. Và một cái bộ nữa là bộ đo oxy. Tiên quyết muốn nuôi tôm được hay không được là như thế này, chứ đừng có lúc nào cũng lệ thuộc vào phòng lab. Phòng lab người ta sẽ kiểm cho các anh chị về ký sinh trùng, kiểm tra cho anh chị về vi khuẩn thôi, đó, vi bột tử trùng thôi. Còn những cái còn lại cơ bản này trong ao các anh chị phải có, trong ao các anh chị phải có. Việc đo rất là đơn giản, Huy sẽ làm một cái clip trọn gói đo hết tất cả những cái sản phẩm này cho các anh chị, những yếu tố này cho các anh chị. Rồi các anh chị cũng lo lắng gì hết. Rồi nhưng trong yếu tố này magie và kali lúc này là vô cùng quan trọng nhất, vì thiếu magie tôm nó lột, nó dính chân, dính đuôi rồi rớt. Rồi sau khi mưa thì các anh chị đánh như thế này. Sau khi mưa ha. Còn trước khi mưa mà các anh chị đánh thì quá tốt. Sau khi mưa các anh chị đánh vôi CaCO3. Nhớ vôi CaCO3 các anh chị phải pha với nước ngọt nha, đừng có pha với nước ao nuôi. Nước ngọt nha. Nó mới tốt. Rồi cộng với là BioCanFort. Rồi để mà kéo cái pH lên. Nhớ đánh bỏ sát luôn. Đánh lấy nước trong đánh thôi. Nhớ chưa? Đấy. Thì có thể giải quyết ngay tức thời lúc này, tăng nồng độ canxi, tăng nồng độ pH lên nhờ cái vôi CaCO3. Rồi cái liều thì có thể là 20 kg CaCO3 cho 1000 BioCanFort thì 10 lít là ok rồi. Rồi tăng cấp tốc thì chúng ta phải bổ sung thêm khoảng 30 kg mix 200 trên 1000 mét khối nước nữa, tại vì mix 200 là nó có chứa canxi, magie và kali. Cân đối rất là đầy đủ ở trong này rồi. Mà kali là vô cùng quan trọng như các anh chị, giúp cho nó cứng vỏ thật là nhanh trong trường hợp này. Huy đã phối hợp đầy đủ trong này rồi, các anh chị cứ đấm xuống là xong ngay. Rồi thì những sản phẩm cần dùng như là canxi. Như canxi các anh chị có thể mua ở công ty Minh Đức, một công ty mà sản xuất bột canxi carbonat. Huy nói là hàng đầu vì nó là siêu mịn siêu nhẹ. Cái bao nó 25 kg mà nó to đùng và nó rất nhẹ và rất là tốt. Tạp chất không có, các anh chị lấy cái này quậy vô nước và đánh luôn, không cần phải bỏ sát, không cần ngâm gì hết. Giá thành Huy nghĩ là cái giá bán của họ khoảng 5-6 ngàn gì đó một ký. Các anh chị mua đáng đồng tiền bát gạo, nên mua sản phẩm này. Liên hệ ngay, lên Google search ra bột đá Minh Đức đó, nó có ghi công ty này, công ty cổ phần hóa chất Minh Đức ở Hải Phòng đấy, ở Hồ Chí Minh cũng có cái chi nhánh. Rồi tiếp theo thì các anh chị có thể là bổ sung mix 200 này, bổ sung BioCanFort này đấy, là hoàn toàn rất là tuyệt vời. Rồi tiếp theo đây là cái giải pháp mà giúp tôm rớt do sụp tảo, sốc môi trường của anh Thành. Là anh Thành là đại lý Thành Đạt ở Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh. Thì anh Thành của anh, các anh chị cũng có thể liên hệ với anh Thành để mà được tư vấn, không có gì cả. Anh Thành rất là vui tính và rất là dễ tính với các anh chị, thoải mái anh chị điện lúc nào cũng được. 0982432918, Huy đọc lại 0982432918 ha. Cách quan thành như sau. Cách quan thành như sau. Rồi cái việc mà rớt tôm do tảo sụp và sắc môi trường thì chúng ta đánh vôi cục. Nhớ các anh chị vùng vôi cục nha, vôi CaO, vôi nung á, chứ không phải là vôi bột nha. Vôi bột nung là không tốt, vôi cục luôn. 20 kg ngâm với nước ngọt cộng với lại 10 kg alkaline. SB alkaline tạt vào 12 giờ trưa các anh chị nha. Nhớ 12 giờ trưa, các anh chị mà tạt vào ban đêm là thua ngay. Các anh chị mà tạt vào ban đêm là pH nó tăng đột ngột cực kỳ nguy hiểm, tôm nó sốc nó lột chết luôn.
Cho nên tạt vào 12 giờ trưa, chỉ phối hai cái này lại với nhau, pha lại với nhau và tạt thẳng xuống ao nuôi của mình. Nhớ. Rồi để mà tôm nó cứng vỏ nhanh hơn nữa, tốt hơn nữa, 12 giờ đêm, 10 giờ đêm các anh chị đánh thêm hai chai canxi phốt nữa, như trên cái hình đấy, và kèm theo oxitap 3 kg trên 1.000 mét khối nước. Rồi làm 2 ngày liên tục như vậy vẫn giữ được pH, tôm không rớt, bình thường trở lại các anh chị ha. Tuyệt vời, cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Rồi trường hợp nữa, nếu mà mưa mưa lớn thì điều đầu tiên nhất cái việc mưa này là các anh chị phải kiểm tra pH và kiểm tra kìm ha. Ngay lập tức phải kiểm tra kìm. Nếu mà kìm và pH nó không tốt thì chiếc anh chị cứ đánh là 5 lít detoxin trên 1.000 mét khối nước để rửa nước cho nó sạch là ok rồi, rửa nước rửa phèn. Rồi trường hợp thứ hai, nếu mà pH kịp và kìm nó tụt, pH nó tụt thì ngay lập tức cũng phải đánh như trên như Huy nói, 20 cưới vôi. Nhưng mà vôi lúc này là vôi canxi CaCO3 nha, không phải là lúc nó là vôi nóng nữa nha. Chúng ta chỉ cần canxi CaCO3 kết hợp với SP alkali, một cái loại khoáng tăng kìm rất là đặc biệt này. Rồi các anh chị cứ tạt, và tạt có thể là ngay lúc trời mưa hoặc là sau mưa, không sao cả. Đó là cái điều rất tuyệt vời, và đây là một cái ý kiến mà rất là hay Huy đã nhận được từ anh Thành và từ bạn Thanh. Mong rằng các anh chị qua clip này các anh chị có thể nắm được điều đó rất tuyệt vời, và mong các anh chị có thể thành công trong cái tình huống này. Chúc các anh chị luôn luôn thành công, và không quên bấm subscribe ủng hộ kênh của Huy và bấm cái chuông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị.